Trước áp lực từ phương Tây dưới sự dẫn dắt của Mỹ, Nga và Trung Quốc đã bất đắc dĩ phải xích lại gần nhau. Trong khi ông Tập đang muốn củng cố vị thế quốc tế cho Trung Quốc, thì phía Nga lại đang rất cần một đồng minh đủ lớn giúp Moscow thoát khỏi hình ảnh bị cô lập. Ông Tập không ưa gì ông Putin, nhưng ông ta cần Putin để củng cố quyền lực và đối phó với liên minh do Mỹ đứng đầu. Mặc dù Putin và Tập có chiến lược khác nhau, nhưng cả hai cùng đoàn kết trong một mục tiêu chung. Vậy cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo nước Nga Trung đã diễn ra như thế nào? Ông Tập muốn gì ở Putin? Mối quan hệ khăng khít giữa Bắc Kinh và Moscow sẽ đi về đâu? Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật nhiều thông tin mới. Trưa thứ Hai, ngày 20 tháng 3 theo giờ địa phương, chiếc Boeing 747 chở ông Tập Cẩm Bình đáp xuống phi trường Nukovo International Airport. Tuy nhiên, người đứng chờ để chào đón Chủ tịch Trung Quốc bước ra khỏi phi cơ không phải là Tổng thống Vladimir Putin như đã hứa, mà đó là một trong 10 phó thủ tướng của Nga. Ông Dmitry Chernychenko phụ trách vấn đề du lịch, thể thao, văn hóa. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Putin được kỳ vọng củng cố vị thế quốc tế cho Trung Quốc, đồng thời giúp Nga thoát hình ảnh bị cô lập. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá lãnh đạo Nga và Trung Quốc bước vào bàn họp với bối cảnh địa chính trị không mấy tương đồng. Cả hai đều đang chịu áp lực từ phương Tây dưới sự dẫn dắt của Mỹ. Song chỉ có Nga kẹt trong một cuộc chiến đúng nghĩa và đối đầu trực diện với vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine. Trong khi đó, Trung Quốc đang mong muốn cải thiện ảnh hưởng quốc tế và tăng hợp tác kinh tế sau thời gian dài đóng cửa chống Covid-19. Emma Ashford, chuyên gia thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại có trụ sở chính ở Mỹ, nhận định kết quả thực chất mà Nga và Trung Quốc có thể gặt hái từ cuộc gặp thượng đỉnh sẽ chủ yếu giới hạn ở hợp tác kinh tế hoặc tầm nhìn chiến lược. Ashford nói, cuộc gặp thượng đỉnh lần này ít có khả năng dẫn đến tuyên bố nào nặng ký về chiến sự tại Ukraine hay hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc cho Nga. Những tuyên bố khả thi sẽ tập trung vào những ưu tiên chính sách của Trung Quốc, trong đó có thỏa thuận nhập khẩu khí đốt Nga với giá ưu đãi. Về kỳ vọng của Nga, Ashford cho rằng Moscow có thể nhân chuyến thăm của ông Tập Cẩm Bình để thuyết phục Bắc Kinh tăng hỗ trợ và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Trung Quốc đang hứng chịu sức ép rất lớn từ Mỹ và các đồng minh về việc không hỗ trợ quân sự cho Nga, cũng như tăng áp lực để Moscow chấm dứt chiến dịch ở Ukraine. Tuy nhiên, Joseph Turisian, giáo sư tại Đại học Mỹ, nhận định chuyến thăm của ông Tập cho thấy Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trước sức ép này. Ông Tập đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn giữa Nga và Trung Quốc là xu hướng bền vững, nhận định hai nước có lập trường giống nhau về chính sách đối ngoại độc lập và ủng hộ hệ thống quốc tế đa cực. Xung đột Nga-Ukraine thay đổi ban cờ địa chính trị thế giới. Theo giới chuyên gia, xung đột Nga-Ukraine đã gây ra nhiều xáo trộn trong trật tự thế giới, góp phần tạo nên các khối chưa từng thấy kể từ chiến tranh lạnh. Cuộc chiến Nga phát động ở Ukraine đã kéo dài gần một năm và giờ đây không còn giới hạn là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia láng giềng, mà xung đột đã làm gia tăng thế đối đầu trên bàn cờ địa chính trị thế giới, thúc đẩy các quốc gia hướng đến những khối liên kết mới với Washington và Bắc Kinh ở vị trí trung tâm. Erratic, chuyên trang về các chính sách châu Âu, cho rằng Trung Á, vùng Caucasus và Balkan, châu Phi hay châu Á Thái Bình Dương đều là những nơi chứng kiến cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc thông qua hoạt động tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng hay những thỏa thuận đáng chú ý về hợp tác thương mại, quân sự và ngoại giao. Xung đột Nga-Ukraine càng khiến mọi thứ rung chuyển dữ dội hơn, làm suy yếu ảnh hưởng của Nga đối với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á và mở ra vai trò trung gian hòa giải mới cho Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó đẩy Nga xích lại gần hơn với Trung Quốc. Vậy Nga-Trung thân thiết ra sao? Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga ngày càng thân thiết trong những năm gần đây. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng khăng khít như vậy. Trong thập niên năm 1960, Trung Quốc và Nga từng là đối thủ gay gắt và đã đụng độ nhau vào năm 1969 vì tranh chấp lãnh thổ dọc biên giới. Trung Quốc và Nga không ký cam kết bảo vệ lẫn nhau bằng quân sự, nhưng hai quốc gia này là đối tác chiến lược thân thiết khi cả hai đều xem thể chế dân chủ là mối đe dọa đối với quyền lực. Ông Tập Cẩm Bình thường mô tả ông Putin là người bạn thân nhất của mình. Vào sinh nhật lần thứ 66 của ông Tập Cẩm Bình năm 2019, ông Putin đã tặng người bạn thân nhất một chiếc bánh và một hộp kem khổng lồ.
Mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga tăng cường đáng kể kể từ cuộc xâm lược đầu tiên của Nga vào Crimea, Ukraine năm 2014. Lúc đó, Trung Quốc đã giúp Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt cho chính quyền Obama áp đặt nhằm cắt đứt khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của Nga. Trước các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga sau khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine vào năm ngoái, Trung Quốc đã giúp cung cấp nhiều sản phẩm mà Nga trước đây đã mua từ các nước đồng minh phương Tây, bao gồm vi mạch điện tử, điện thoại di động, nguyên liệu thô cần thiết cho thiết bị quân sự. Tổng thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng mạnh trong năm ngoái. Trung Quốc và Nga đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung. Năm ngoái, khi Tổng thống Biden tới Tokyo, máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga đã phối hợp với nhau thực hiện một phi vụ gần không phận Nhật Bản để phô trương lực lượng. Bộ Quốc phòng Nhật sau đó cũng cho biết một tàu khu trục của Trung Quốc và Nga cũng đã đến gần cụm đảo Senkaku, nơi mà cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng khẳng định chủ quyền. Chủ tịch Trung Quốc muốn ông Putin đứng cùng chiến tuyến để đối đầu với sự thống trị của Hoa Kỳ và đồng minh. Trong một bài viết đăng trên một tờ báo Nga trước chuyến thăm Nga, Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Nga cần hợp tác chặt chẽ để vượt qua các thách thức đối với an ninh quốc gia, bao gồm các hành vi bá quyền, thống trị và bắt nạt gây thiệt hại. Từ khi lên nắm quyền, ông Tập đã theo đuổi lập trường cứng rắn chống lại nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Theo giám đốc nghiên cứu về các vấn đề Trung Quốc tại Viện Brookings, Trung Quốc dưới thời của ông Tập đang theo đuổi chiến lược chiếm ưu thế toàn cầu và tìm cách áp đặt phiên bản trật tự toàn cầu của nước này, bằng cách khiến nhiều quốc gia phải phụ thuộc vào Trung Quốc và tách châu Âu ra khỏi Hoa Kỳ. Điển hình là chính sách đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò ở Biển Đông, hay sáng kiến vành đai và con đường. Cuộc gặp Tập Putin diễn ra như thế nào? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nga Vladimir Putin tối 20 tháng 1 có cuộc gặp không chính thức tại Điện Kremlin, trước khi hai lãnh đạo họp thượng đỉnh một ngày sau đó. Giới chuyên gia cho rằng, ngôn ngữ cơ thể được hai lãnh đạo thể hiện trong cuộc gặp cho thấy nhiều điều về tâm thế của họ. Karen Leon, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, đồng thời là giám đốc điều hành Inlusi Solution ở Singapore, nhận thấy các cử chỉ của ông Tập toát lên vẻ thoải mái và chủ động hơn so với ông Putin, dù Tổng thống Nga là chủ nhà. Trong video do Điện Kremlin công bố, ông Putin bước vào phòng trước và đứng chờ sẵn, dù ông trước đây thường để các lãnh đạo nước ngoài phải chờ mình. Điều này cho thấy Tổng thống Putin rất coi trọng Chủ tịch Tập cũng như các mối quan hệ Nga-Trung. Khi ông Tập bước vào, ông Putin đã giơ tay lên một cách dứt khoát để sẵn sàng thực hiện cú bắt tay. Ngay trong tích tắc đó, ông Tập cũng đưa tay lên ở vị trí ngang tầm, vừa tiến tới bắt tay ông Putin. Chuyên gia Leon phân tích, hành động này cho thấy dù ông Tập là khách ở Moscow, ông ấy vẫn thể hiện mình là người chủ động trong mối quan hệ này. Sau khi bắt tay, hai lãnh đạo tiến tới ghế ngồi để trao đổi, gọi nhau là bạn thân thiết. Lois Butler, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể và hành vi lãnh đạo ở Melbourne, Australia, chỉ ra ông Putin đã thả người xuống ghế, dịch chuyển bàn chân, hai tay đan vào nhau và nhìn xuống sàn. Theo bà, những hành động này cho thấy sự bồn chồn của ông chủ điện Kremlin, trong khi ông Tập tỏ ra bình thản và tự tin. Khi từ từ ngồi xuống ghế, chỉnh lại trang phục, hai tay đặt ở hai thành ghế. Bà Leon nhận định, ông Tập thể hiện sự điềm đạm, rất có thần thái, giao tiếp bằng mắt tốt. Tuy nhiên, chuyên gia này phát hiện dấu hiệu cho thấy ông Tập cũng cảm thấy phần nào áp lực khi ông chớp mắt nhiều lần lúc ngồi xuống. Kim Hyun Lee, giám đốc phòng nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể Hàn Quốc, cho biết cái bắt tay chặt và việc hai lãnh đạo thỉnh thoảng tránh giao tiếp bằng mắt phần nào thể hiện tâm lý thận trọng. Họ đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp và sự căng thẳng thể hiện rất rõ ràng. Truyền thông Nga đưa tin cuộc họp không chính thức này kéo dài 4 giờ rưỡi, trong đó hai lãnh đạo trao đổi quan điểm rất kỹ lưỡng và nghiêm túc về kế hoạch hòa bình cho chiến sự Ukraine cũng như quan hệ song phương. Tập muốn gì từ Putin? Thật ra, mục tiêu tối thượng của sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga là để củng cố quyền lực và phá hoại các nền dân chủ trên thế giới. Theo báo cáo của Viện Hòa bình Hoa Kỳ, USIP, Nga và Trung Quốc đẩy mạnh việc tận dụng công nghệ mới nổi, đặc biệt trí tuệ nhân tạo, để theo dõi và đàn áp bất đồng chính kiến, cũng như lan truyền các thông tin sai lệch và định hướng dư luận. Putin đã chủ động cải tổ và đặt ra các quy định mới để tạo điều kiện cho dịch vụ an ninh liên bang, Federal Security Service, dễ dàng thu thập, phân tích và lưu trữ tất cả các hình thức liên lạc thông qua mạng Internet ở Nga. Theo dự án Computational Propaganda Rosette của Đại học Oxford,
Chính phủ Nga tận dụng công nghệ thông tin để định hướng dư luận nhằm tranh thủ sự ủng hộ với chế độ Putin. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phần nào thành công sử dụng công nghệ số để củng cố quyền lực. Mặc dù Internet đã giúp giới bất đồng chính kiến phơi bày bộ máy độc đoán của Trung Quốc, nhưng các công nghệ mới nổi đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc còn kinh khủng hơn nữa. Tăng cường kiểm duyệt, tuyên truyền và giám sát các hoạt động của các nhà hoạt động đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với chính quyền Trung Quốc. Theo cơ quan theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, bức tường lửa vĩ đại Red Firewall của hệ thống Internet bị kiểm duyệt ở Trung Quốc ngày càng được hiện đại hóa để giám sát hoạt động của người dùng, định hình thông tin và theo dõi thói quen hàng ngày của người dân. Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Quốc còn tích cực xuất khẩu công nghệ giám sát tới hàng loạt các quốc gia khác ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Chiến lược này của Bắc Kinh không chỉ mang tới lợi ích thương mại mà còn tạo ra sự phụ thuộc vào công nghệ và cung cấp dữ liệu cho Trung Quốc. Ví dụ, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đã giúp chính phủ Zambia truy cập điện thoại và Facebook của một nhóm các blogger ủng hộ phe đối lập, dẫn đến việc họ đã bị an ninh bắt giữ. Ông Tập không ưa gì ông Putin, nhưng ông ta cần Putin để củng cố quyền lực và đối phó với thế giới dân chủ. Mặc dù Putin và Tập có chiến lược khác nhau, nhưng cả hai cùng đoàn kết trong một mục tiêu chung. Bởi thế, một trong những điều giản dị nhưng tối quan trọng mà thế giới dân chủ có thể làm để gửi thông điệp mạnh mẽ cho Tập và Putin là hợp tác chặt chẽ cùng nhau để bảo vệ tự do cho Ukraine. Ukraine không chỉ đấu tranh cho tự do của mình mà còn cho cả thế giới. Hầu hết chuyên gia đều nhận định rằng bảo vệ Ukraine là bảo vệ các giá trị cao đẹp của thế giới tự do. Sau cuộc họp không chính thức kéo dài gần 4 giờ rưỡi, kêu gọi các bên dừng mọi động thái có thể đẩy khủng hoảng Ukraine rơi vào tình trạng không thể kiểm soát. Tuy nhiên, hai bên không đưa ra bất kỳ một giải pháp cụ thể nào, cũng không rõ liệu Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí cho Nga để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine hay không. Quan điểm của quý vị về các vấn đề này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận ở dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.